Vâng, quý bạn thân mến, xin mời quý vị đến với sân Hồng Phù Xá để chúng ta chuẩn bị dõi theo trận bán kết 1 giải đá U35 Over. Kênh sân bàn sinh năm 1983 đang ngồi trên băng ghế dự bị rất nguy hiểm, đó là cú đá đầu tiên đến từ các cầu thủ Thụy Lôi. Lấy bóng tốt, trọng tâm dứt điểm, không vào. Dứt điểm rất quyết liệt, vẫn là các thủ xông lên đưa bóng vào. Tuyệt hay, rất tiếc dành cho Phan Dung. Đấy đâu, suýt chút nữa thì có bàn thắng dành cho các thủ xông lên. Sự ăn ý trong những pha phối hợp đá phạt, dứt điểm, câu vào, đó là cú đá về cột 2. Rất quý hiểm, câu vào. Chúng tôi cũng đã nói là về chấn thương. Đấy đâu, 1-0 dành cho thủ trông lên. Bóng bổng. Như vậy là trọng tài đang rút thẻ vàng cho một cầu thủ bên phía trông lên. Một lối chơi hợp lý, cùng với đó là tận dụng những hội cố định đã giúp cho trông lên vượt lên trong trận bán kết này. Đó là thẻ vàng dành cho Michael. Rất tốt, Đình Sinh. Trọng Tâm, qua người hay. Trọng Tâm. Goal! Bóng vẫn còn. Dứt điểm. Tuyệt ơi, vẫn cầu vào. Đấy đâu, không vào. Tueto. Vẫn câu vào, tuyệt ơi, vẫn câu vào. Nhưng cú dứt điểm của anh thì lại Tú Eto. Ô tô. Goal! Tuyệt vời. Lại là một siêu phẩm Đại Bắc mang tên Lê Quốc Vương. Một siêu phẩm mà chúng ta nhớ tới cựu ngôi sao của Real Madrid Toni Kroos. Cú đá quá đẹp của Lê Quốc Vương để quân mình tỷ số cho trận bán kết này. Đẳng cấp lên tiếng. Đỉnh cao của bóng đá Thụy Lôi, bóng đá miền Đông nước Anh. Chúng ta cũng đã nói nhiều về phong độ phản công. Rất bình tĩnh. Carrick áp sát tốt. Tú Eto. Quá đáng tiếc chạy Tú Eto. Một pha bóng mà Tú Eto nếu như bình tĩnh hơn một chút nữa thì hoàn toàn có thể đẩy bóng thêm một nhịp hoặc tạo ra những pha phối hợp. Rất nguy hiểm. Có bàn thắng không? Vào! Bất ngờ đã xảy ra từ một tình huống đá biên. Bóng đã chạm một cầu thủ nào đó. Bóng đã chạm một cầu thủ nào đó và đi vào lưới trong sự bất lực của Thành Quang Mạnh. Cầu thủ bên phía sông lên đang phản ứng quyết định này của trọng tài. Những cầu thủ chúng ta hãy xếp sức bình tĩnh, đương nhiên là vẫn còn hình ảnh để chứng minh. Trọng tài đã quyết định đó là bàn thắng. Một cú đá biên, bóng đã chạm người. Cơ hội, dứt điểm, cầu vào, Tú Eto, vẫn cầu vào, chưa có bàn thắng thứ ba dành cho Thụy Lôi. 4 phút cho những nỗ lực còn lại. Hơi giảm trận nhau. Thụy Lôi có giữ được tỷ số này không? Văn Dòng, vẫn không được. Cú đá đi không chính xác của Văn Dòng. Như vậy là sự thay đổi người, power play bên phía cao thủ